dỗ lần thứ 74 của cha Francisco Xavier Trương Bửu Hiệp, 12 tháng 3 năm 2020. Chúng tôi ghi lại tiểu sử của Ngài do chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, với mong muốn góp một phần nhỏ trong việc tôn vinh Ngài, vì biết bao ơn lành qua lời chuyển cầu của Ngài lên Thiên Chúa, và Chúa đã chữa lành bệnh tật tâm hồn cũng như thể xác cho nhiều người, trong đó có chúng tôi. Cha Francisco Xavier Trương Bửu Hiệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại họ Đạo Cồn Phước thuộc làng Tấn Đức, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Việt Nam. Cha ngài là ông Michael Trương Văn Đặng, sinh năm 1860 và mất năm 1935. Mẹ là bà Lucia Lê Thị Thanh. Đây là phần mộ của cha mẹ Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Hiệp tại Nghĩa Trang Giáo xứ Cồn Phước. Một tháng sau khi sinh, ngài được Linh Mục du xe sớm rửa tội ngày 2 tháng 2 năm 1897 tại họ Đạo Cồn Phước và lấy tên thánh là Francisco Xavier. Năm 1904, lúc ngài 7 tuổi thì mẹ mất. Cha ngài rời gia đình lên Bát Đồng Bòn bên Campuchia, sinh sống bằng nghề thợ mộc. Tại đây, tên phụ ngài tục huyền với bà Maria Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1890, quê gốc tại Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang. Kế mẫu đã sinh cho ngài người em gái tên là Trương Thị Thìn, sinh năm 1913, đã mất tại Cà Mau. Năm 1909, cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền gửi ngài vào tiểu trung viện Cù Lao Dương, xã Tân Mỹ, Chợ Mới, tỉnh An Giang. Học xong tiểu trung viện, ngài lên đại chủng viện Nam Vang, Campuchia. Lúc đó các họ đạo An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên trực thuộc giáo phận Nông Bân, Campuchia. Năm 1924, sau thời gian tu học, ngài được thụ phong linh mục tại Nam Vang dưới thời cha Gioan Baptista Sabarier người Pháp làm giám mục tông tòa giáo phận Nông Bân, Campuchia. Lễ vinh quy và mở tay được tổ chức tại nhà người cô ruột là bà Sáu Nhiều tại họ Đạo Cồn Phước. Từ năm 1924 đến năm 1927, ngài được bề trên bổ nhiệm làm cha phó họ đạo Hố Chư, một họ đạo của người Việt sinh sống tại tỉnh Kandan, Campuchia. Từ năm 1927 đến năm 1929, ngài về làm giáo sư tại tiểu trung viện Cù Lao Dương, tỉnh An Giang. Tiểu trung viện này đã bị lửa thiêu rụi đầu năm 1946. Năm 1930, ngài về trông nom họ đạo Tắc Sậy, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Trong những năm làm cha sở, ngài quan hệ giúp đỡ thành lập nhiều họ đạo khác tại các vùng phụ cận như Bà Đốc, Cabo, An Hải, Đầu Xấu, Chủ Trí, Khúc Kéo, Đồng Gò, Rạch Rắn. Hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương những năm 1945-1946, chiến tranh loạn lạc, bà con nhân dân di tản. Cha bề trên địa phận Bạc Liêu là Phêrô Trần Minh Ký và cả các cha người Pháp cũng khuyên ngài lên Bạc Liêu lánh mặt. Khi nào tình hình yên ổn thì sẽ trở lại họ đạo Tắc Sậy. Nhưng ngài trả lời: "Tôi sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên." Thank you.
Ngày 12 tháng 3 năm 1946, Ngài bị bắt cùng với trên 100 chức sắc và giáo dân tại họ đạo Tắc Sậy, bị lùa đi và nhốt tại lẫm lúa nhà ông Châu Văn Sự, còn gọi là ông giáo sự ở cây gừa. Cha đã hy sinh mạng sống mình, chết thay cho đàn chiên. Cha bị chém chết và xô xuống ao nhà bên cạnh, nhà ông Châu Văn Mưu. Bà con được trả tự do về lại nhà và tản cư ngay trong đêm. Như vậy, cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã tử vì đạo vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, nhằm ngày 9 tháng 2 năm Bính Tuất. Thi hài cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được chôn cất trong phòng thánh nhà thờ Phúc Chéo. Đến năm 1969, tức 23 năm sau, hài cốt ngài được rời về nhà thờ Tắc Sậy, nơi cha đã thi hành nhiệm vụ mục tử một cách trung thành trong suốt 16 năm. Lễ dỗ đầu đầu tiên do cha Anton Vũ Xuân Vinh tổ chức năm 1979 với khoảng chừng 30 người tham dự đến từ những họ đạo chung quanh. 10 năm sau nữa, tức năm 1989, ngôi mộ của ngài được trùng tu thành một ngôi nhà mộ nho nhỏ lập tôn ở phía sau nhà thờ Tắc Sậy và được khánh thành vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Những ngày đầu tiên, số người tham dự cầu nguyện rất ít ỏi, nhưng dần dần số người nhận được ơn lành nhờ lời bầu cử của cha Diệp ngày càng nhiều, và họ đồn thổi về sự hiển linh của ngài, nên rất đông đảo người lương cũng như giáo trong nước và cả ngoài nước đều tuôn về Tắc Sậy để cầu khấn với ngài. Số khách hành hương trong ngày lễ dỗ ngày một tăng, có số lên đến hàng chục ngàn người, và không chỉ trong ngày lễ dỗ mà còn thường xuyên trong năm vẫn có những người đến hành hương. Vì thế, kể từ ngày 21 tháng 10 năm 1997, Đức cha Emmanuel Phong Thuận, giám mục giáo phận Cần Thơ, đã nâng cơ sở Tắc Sậy lên thành trung tâm truyền giáo Francisco. Từ nơi đây, rất nhiều người đã nhận được những ơn lành phần xác cũng như phần hồn. Đầu năm 2010, một ngôi nhà mộ cực kỳ khang trang và hiện đại đã xây dựng xong. Hài cốt ngài được di chuyển vào đó với lễ cải táng rất long trọng do Đức cha Tefano Chi Bửu Thiên, nay là giám mục địa phận Cần Thơ, chứng kiến. Hàng ngày đều có các tín hữu ở khắp mọi nơi trong nước cũng như ngoài nước, bên lương cũng như bên giáo, tới thăm viếng, khấn nguyện và tin tưởng vào sự linh ứng của ngài. Tại hải ngoại, ngày 31 tháng 3 năm 2012, văn phòng cha Trương Bửu Diệp tại thành phố Gardenborough, California được thành lập do Hội Trương Bửu Diệp Foundation, gọi tắt là TPDF, một tổ chức thiện nguyện vô vi lợi với mục đích vinh danh cha Diệp qua việc thu thập thỉnh nguyện thư và ơn lành. Sau đây là lời kể của ba trong số nhiều người nói về cha Francisco Trương Bửu Diệp qua cuộc phỏng vấn của linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên và thầy Giuse Mai Đức Nguyện. Đầu tiên là lời kể của Đức Hồng Nghi Soan Batista Phạm Minh Mẫn lúc 10 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2011 tại văn phòng của ngài. Ngài nói: "Tôi sinh năm 1934 ở Cái Rắn. Cha tôi được mọi người gọi là ông Sáu Hào, mẹ tôi tên Cuối. Cha tôi được lưu danh nhờ đào một con cân
gọi là cân 3000 bởi vì cân này dài 3000 mét. Dân địa phương gọi là cân 6 hào. Cha Francisco Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy, ngài không phải là cha sở của chúng tôi, nhưng hay tới lui thăm cha sở họ Đạo tôi là cha Công và cha sở Hòa Thành lúc đó là cha Tứ. Mỗi khi có dịp như thế, các ngài thường đến thăm gia đình tôi. Khoảng năm 1939, lúc đó tôi mới 6 tuổi, trong một lần đến thăm, cha Diệp nói với mẹ tôi: "Bà Sáu cho thằng Mẫn đi học kinh tiếng Latin và đi giúp lễ đi." Mẹ tôi làm theo, cho tôi đến nhà thờ học kinh tiếng Latin và đi giúp lễ. Sau này, tôi suy nghĩ và lấy làm lạ rằng cha Francisco Trương Bửu Diệp không phải cha sở của tôi, nhưng ngài quan tâm tới thiếu nhi nên khuyên mẹ tôi cho tôi tới gần với Chúa qua việc giúp lễ. Lần thứ hai, chừng 5 năm sau, tôi 11 tuổi, cha Diệp một lần đến thăm gia đình tôi với các cha khác, bảo bố mẹ tôi: "Ông bà Sáu lo cho thằng Mẫn đi tu ở trường Cù Lao Dương đi, sau này làm linh mục." Sau đó, tôi được cha mẹ gửi đi tu ở tiểu chủng viện Cù Lao Dương. Cha Diệp là cha sở họ Đạo Tắc Sạch nhưng rất thương yêu giáo dân các nơi, và ngài lập nhiều họ đạo lẻ khác, trong đó có họ đạo chủ trí. Ngài xây nhà thờ cho giáo dân có nơi dự lễ rồi khai khẩn đất đai giúp dân có đất làm ruộng. Ngài giao cho ông nội tôi làm ông viện, trông nom nhà thờ và chăm sóc ruộng đất cho nhà chung. Cả lương lẫn giáo ai cũng quý mến và kính trọng ngài. Năm tôi 11 tuổi và đã đi học ở tiểu chủng viện Cù Lao Dương rồi, hè năm 1945 được đi theo các cha sở trong hạt trèo xuồng từ Hòa Thành lên để thăm cha Diệp ở Tắc Sậy. Năm ấy loạn lạc, tang thương khắp nơi, người ta phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn đi đến các vùng an ninh. Tôi không chín tai nghe mắt thấy quý cha nói chuyện với nhau điều gì, nhưng sau này được biết là quý cha khuyên cha Diệp nên rời bỏ Tắc Sậy để đi lánh nạn. Nhưng cha không thay đổi, quyết định ở lại với đàn chiên. Sau đó, chiến tranh tới hồi khốc liệt, gia đình tôi di tản lên Bạc Liêu, cha Diệp ở lại và bị giết chết. Lời kể thứ hai là của cha Anton Vũ Xuân Vinh. Ông Cao Phùng Xuân, hay còn gọi là U Phùng Xuân, chết năm 1992. Người chứng kiến cảnh giết cha Diệp đã kể lại cho cha Anton Vũ Xuân Vinh năm 1982 câu chuyện này. Ông cha Diệp là một ông thánh. Ông U Phùng Xuân quả quyết như vậy, vì đêm hành quyết ông có chứng kiến. Hai người lính Nhật đào tẩu ở lại Việt Nam đầu quân cho Cao Triều Phát, thủ lãnh cao đài Dòng Bốn. Vì chuyện cha Diệp ở lại với đàn chiên Tắc Sậy làm cản trở việc kháng chiến của cao đài chống lại Pháp. Cụ thể là quân đội Pháp ở Gia Rai thường xuyên xuống Tắc Sậy và vùng phụ cận để giữ an ninh cho họ đạo Công giáo Tắc Sậy. Ông Khu Phùng Xuân nói: "Tôi làm lính cao đài vì vợ tôi rất sùng đạo cao đài. Khi chúng nó trói cha Diệp và bắt ngài quỳ gối bên bờ ao, tên thứ nhất múa đao mà không chém được, tên thứ hai uống rượu vào, lấy mã tấu và chém cha, sau đó đạp xác chết cha xuống ao. Cha chết xong họ ra lệnh phải tản cư ngay lập tức, ai còn chần chừ chúng tao giết không còn con đỏ." Bà Trần Thị Hường nghe lính cao đài nói vậy. Lời kể thứ ba là của ông Phêrô Ngô Minh Quang,
lúc 14:30 ngày 15 tháng 8 năm 2011. Hiện ông đang sống tại Khúc Chéo, xã Tân Phong, huyện Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ngày cha Diệp bị giết chết năm 1946, lúc ấy ông Quang đã 21 tuổi. Một số bà con công giáo ở Tắc Sậy chạy lánh nạn chiến tranh xuống Khúc Chéo và thông tin cho biết là cha Diệp đã bị bắt và bị giết chết ở cây gừa gần lẫm lúa nhà giáo sự. Cha ghẻ của ông là Huỳnh Văn Số, người công giáo, rất tốt và rất thương cha Diệp. Khi nghe hung tin, bèn kêu ông đi lấy xác cha Diệp về chôn cất. Hai người trèo xuồng suốt quãng đường xa chừng 5 cây số đến nhà ông giáo sư ở cây gừa. Tới nơi, ông thấy cha Diệp chết trần truồng, nằm úp mặt đang bần bồng trên mặt chiếc ao không sâu và cũng không đầy nước. Cha bị chém 2 nhát, một nhát phía trên sọ đầu, một nhát phía sau ót, nhưng không đứt lìa. Óc cha chắc đã bị cá ăn hết. Ông Số và ông rửa ráy cho cha rồi mang lên xuồng trở về Khúc Chéo vào khoảng xế chiều. Hai người mang xác cha vô nhà ông Biện Thơ. Biện Thơ lấy áo dài khăn đóng của mình mặc cho cha. Ông cũng lấy bộ ván ngựa tốt ở nhà đóng hòm cho cha và chôn cha trong phòng thánh nhà thờ Khúc Chéo. Từ năm 2012, cuộc điều tra phong thánh cấp giáo phận cho Linh Mục Trương Bửu Diệp bắt đầu được tiến hành. Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ Tuyên Thánh ra tuyên bố Nihil Optat, tức không có gì ngăn trở, chấp thuận việc tiến hành hồ sơ tuyên thánh cho Ngài. Đối với giáo hội công giáo Roma, một người được phong là thánh phải trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 có tên là đầy tớ Chúa hay tôi tớ Chúa. Giai đoạn 2 có tên bậc đáng kính. Giai đoạn 3 có tên chân phước. Giai đoạn 4, giai đoạn cuối cùng có tên hiển thánh. Cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp của chúng ta đã qua giai đoạn 1 vào ngày 5 tháng 1 năm 2012 ở cấp địa phận do Đức Cha Giám mục địa phận Cần Thơ công bố. Để một người được phong thánh, tiến trình điều tra trải qua nhiều năm. Nhưng đối với nhiều người, cha Diệp đã là vị thánh trong lòng họ rồi. Lạy cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, chúng con hy vọng và tin rằng cha sẽ được vinh hiển với các thánh trên thiên quốc. Amen.